Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một trong năm thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu xứ Kim Chi, đã có mặt tại Việt Nam. Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc hoạt động theo phương thức chuyên môn hóa tiên tiến của thế giới. Mỗi bác sĩ đảm nhận một chuyên khoa riêng biệt nhằm mang lại chất lượng dịch vụ cao nhất. Tiến sĩ bác sĩ Man Kunser, chuyên gia nâng mũi slide hàng đầu châu Á. Tiến sĩ bác sĩ Hồng Lim Choi, Chủ tịch Hội Thẩm mỹ mắt Hàn Quốc. Tiến sĩ bác sĩ Chun Hwa Seun, chuyên gia thẩm mỹ ngực và cây mỡ trẻ hóa khuôn mặt hàng đầu Hàn Quốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, chuyên gia thẩm mỹ nâng mũi slide và phẫu thuật hàm mặt. Cùng hàng trăm các bác sĩ chuyên sâu khác. Tọa lạc tại trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc được đánh giá là mô hình bệnh viện thẩm mỹ 5 sao đầu tiên đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008 do Bộ Y tế cấp phép. Đến với chúng tôi, mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng đều được đáp ứng. Bước vào sảnh bệnh viện, bạn sẽ được đón tiếp chu đáo tại khu lễ tân. Không gian sang trọng, gần gũi, cùng với đội ngũ tư vấn viên được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cao sẽ là nơi luôn lắng nghe và giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Khu vực chờ với thiết kế nội thất ấm cúng sẽ là nơi bạn và người thân nghỉ ngơi, thư giãn trong lúc chờ tư vấn phẫu thuật. Khu vực phòng tư vấn được thiết kế nội thất theo tiêu chuẩn 5 sao, kín đáo. Tại đây, bạn sẽ được tư vấn trực tiếp với các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu của JW. Khu hội chuẩn là nơi các bác sĩ JW chuyển giao công nghệ cũng như bàn luận các ca phẫu thuật khó để tìm ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Khu kiểm tra sức khỏe gồm phòng xét nghiệm máu, đo điện tim, chụp X-quang 3D. Tại phòng X-quang, khách hàng sẽ được kiểm tra sức khỏe bằng công nghệ hiện đại như máy X-quang CT 3D, máy mô phỏng hình ảnh trước sau phẫu thuật. Hai khu đại phẫu và tiểu phẫu được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đảm bảo sẽ mang lại cho bạn một ca làm đẹp nhẹ nhàng và nhanh chóng. Khách hàng sau khi phẫu thuật sẽ được nghỉ ngơi tại khu hồi sức. Trong không gian yên tĩnh và thoáng đãng, khách sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Khu lưu trú được xây dựng nhiều phòng nghỉ đôi và đơn. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn 5 sao, nhưng lại rất thuận tiện và ấm cúng như ở nhà. Đặc biệt, hệ thống call center giúp khách lưu trú có thể liên lạc với đội ngũ y bác sĩ 24/24. Ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, trung tâm nha khoa JW cũng được rất nhiều khách hàng tin cậy với trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt, thế mạnh của trung tâm nha khoa JW chính là mô hình chuyên sâu riêng biệt như niềng răng, implant, răng sứ, phẫu thuật hàm và một số bệnh lý răng miệng khác, giúp tìm ra giải pháp cho mọi khuyết điểm về nụ cười. Trung tâm Skin Care thuộc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc được chuyển giao công nghệ từ xứ sở Kim Chi. Với đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng đều được đáp ứng một cách trọn vẹn. Tất cả các chuyên khoa tạo thành một mô hình làm đẹp chuyên sâu toàn diện lần đầu tiên tại Việt Nam. Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam được nhận quyền thương hiệu trực tiếp từ Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Tất cả bác sĩ Việt Nam được đào tạo chuyên khoa sâu dài hạn tại Hàn Quốc với 100% công nghệ được chuyển giao trực tiếp từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, đội ngũ bác sĩ Hàn Quốc thường xuyên sang Việt Nam để được tư vấn và phẫu thuật thẩm mỹ, cũng như chuyển giao các công nghệ làm đẹp trực tiếp cho bác sĩ Việt Nam. Các bác sĩ Việt Nam cũng định kỳ sang Hàn Quốc để cập nhật những công nghệ mới nhất về làm đẹp. Đội ngũ bác sĩ Việt Hàn được Bộ Y tế cấp phép chính thức. Hàng năm chúng tôi tổ chức các hội thảo để ra mắt các công nghệ làm đẹp mới nhất. Hơn 10.000 ca phẫu thuật thành công chính là minh chứng cho giá trị thương hiệu JW đã gây dựng. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng để mang lại những dịch vụ làm đẹp cao cấp chuẩn Hàn, JW ngày càng vươn xa, tỏa rộng. Đến năm 2016, JW đã phủ sóng mạng lưới hoạt động trên quy mô toàn cầu. Nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển và cống hiến, thương hiệu bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc tại Việt Nam đã bứt phá để ghi danh mình vào danh sách bệnh viện chăm sóc sắc đẹp toàn diện hàng đầu tại Việt Nam và trở thành bệnh viện thẩm mỹ đầu tiên đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008.